Xin chào các bạn. Một trong những cuốn sách vô cùng ấn tượng và khó đọc trong tháng này của mình có tên là Thủ lĩnh bộ lạc. Thuật lãnh đạo xuất chúng để đưa tổ chức vươn tới một tầm cao mới. Cuốn sách này có một cái tên ấn tượng đó là Thủ lĩnh bộ lạc, thì là mình sẽ hình dung đến những câu chuyện về thời kỳ ngày xưa khi mà người thủ lĩnh ở trong bộ lạc chỉ là một người trong một nhóm người khoảng tầm 150 đến 200 người gì đấy. Và họ thường lãnh đạo cả một đội quân, lãnh đạo cả một team khoảng tầm gần 100 người như thế để kiếm được cái ăn, cái mặc hàng ngày, để đấu tranh với các bộ lạc khác để duy trì và tồn tại, để đi săn bắn, để đi hái lượm. Và câu chuyện đó đó là một cái ngành rất ẩn dụ cho các doanh nghiệp hiện nay. Cũng một doanh nghiệp mà thường thì số đông các doanh nghiệp đang chiếm khoảng 100 đến 200 người số đông, còn hầu như các cái doanh nghiệp khủng hơn thì sẽ con số lên đến vài nghìn người. Và trong mỗi một, kể cả những doanh nghiệp lớn như thế, nó cũng sẽ phân chia thành rất là nhiều những cái nhóm nhỏ, và nhóm cái size lớn nhất thì cũng phải cả 100 người, bởi vì là những công ty lớn thì sẽ có những cái chia ra làm nhiều vùng, nhiều khu vực khác nhau, và nó cũng chỉ duy trì ở cái tầm đó thôi. Vậy thì làm như thế nào để cái doanh nghiệp của bạn có thể phát triển để vươn xa và lên một tầm cao mới? Thì đầu tiên bạn cần phải xác định là doanh nghiệp của bạn đang ở đâu. Đang ở đâu thì có rất là nhiều cái định nghĩa. Bạn có thể dùng doanh thu, doanh số, số năm tồn tại của bạn để có thể định nghĩa được bạn đang ở đâu. Nhưng trong cuốn sách này đưa cho bạn một khái niệm hoàn toàn mới. Và cái khái niệm này sẽ làm cho bạn thức tỉnh và thấy vô cùng thú vị. Và bạn sẽ chợt nhận ra rằng là ồ, đây là một cái điều vô cùng dễ để đánh giá cái doanh nghiệp, còn dễ đánh giá hơn cả về mặt doanh thu hay lợi nhuận. Những cái mức doanh thu hay lợi nhuận hàng năm trên báo cáo đó chỉ là một con số báo cáo từ doanh nghiệp mà bạn không chắc chắn được nó. Nhưng mà với cái việc khi mà bạn nhìn cái doanh nghiệp đó, lắng nghe những nhân viên, cái cách họ giao tiếp trong một doanh nghiệp, bạn sẽ biết họ là ai và đang ở đâu và họ có thể vươn tới đâu. Thì cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn 5 cấp độ của doanh nghiệp, hay còn gọi là 5 cấp độ của bộ lạc. Và cái cấp độ giao tiếp trong bộ lạc sẽ quyết định cái văn hóa của bộ lạc đó. Và như trong cuốn Đế chế Huawei hay là ở Đế chế Alibaba hay là Quân đoàn thép Huawei thì đều nhấn mạnh về cái việc là văn hóa doanh nghiệp thì quan trọng như thế nào. Văn hóa doanh nghiệp là một đề tài vô cùng hay mà mình thấy trong việc học hành, cụ thể là trong các trường đại học nhìn chung là mọi người không quá đề cao về cái việc học văn hóa doanh nghiệp. Mình đã từng làm đề tài tốt nghiệp khóa luận làm văn hóa doanh nghiệp nhưng mà gần như thầy không hề thích, bởi vì thầy thích là mình marketing hơn, trong khi marketing thực ra mình không hề ghét, nhưng mà mình thấy văn hóa nó quá hay á. Nhưng mà mình thấy mọi người không quá đề cao nó. Nhưng rõ ràng văn hóa mới là cái có thể quyết định bạn đi đâu đến đâu. Bởi vì văn hóa nó không chỉ là về vấn nhân sự, không chỉ là về tuyển dụng, không chỉ về là doanh thu mục tiêu, nó là tất cả những cái điều đấy. Và ok, quay trở lại với thủ lĩnh bộ lạc. Thì cái cấp độ bạn đang ở đâu thì mình xác định là mình sẽ có 5 cấp độ. Cấp độ 1, 2, 3 và 4, 5. Và thông thường thì bạn đều phải trải qua từng cấp độ để lên được cấp độ cao nhất. Và với cái 5 cấp độ này thì hầu như chúng ta đang ở cấp độ 2, cấp độ 3. Một số doanh nghiệp xịn sò thì ở đến cấp độ 4, và những doanh nghiệp vô cùng khủng thì sẽ ở cấp độ 5. Gần đây thì cái cấp độ 1 nó đã ít rồi, chỉ còn khoảng tầm 2% thôi, nhưng mà tồn tại trong xã hội nhiều hơn trong doanh nghiệp. Nó là nơi mà các doanh nghiệp, các tổ chức đang trong cái bờ vực khủng hoảng, nơi mà con người luôn cảm thấy là cả cái thế giới này vô cùng tồi tệ, nơi mà những cái tổ chức nó tồn tại vì những cái ý nghĩa phi lý, kiểu như những cái tổ chức mafia mà hay là những cái tổ chức mà họ làm những cái điều mà nó hơi vô đạo đức kiểu như vậy, thì nó sẽ là cấp độ 1. Đến cấp độ 2. Cấp độ 2 thì không phải là cái thế giới nó tồi tệ, nó chỉ dừng lại là cái cuộc đời của tôi tồi tệ thôi. Và nếu mà đến cuối cấp độ 2 thì bạn sẽ có đặt ra một câu hỏi là bạn muốn thay đổi. Là khi kích thích được cái sự thay đổi này, bạn sẽ nhảy đến cấp độ 3. Cấp độ 3 là ở cái nơi mà bạn biết rằng là bạn đã thay đổi được và bạn tài giỏi và bạn xuất sắc trong cái đội ngũ đấy. Nhưng mà đến cái thời điểm mà bạn thấy rằng là dù bạn xuất sắc, bạn nhưng mà bạn không có được sự tôn trọng, bạn không đạt được cái di sản được đền bền lâu, thì bạn thấy rằng là vẫn có điều gì đấy sai và bạn cần phải nhảy đến cấp độ 3, lên cấp độ 4, là cấp độ mà lấy được cả tổng thể, cả một team hướng đến mục tiêu chung, và bạn nhận thấy rằng là bạn cho đi nhiều thì bạn được nhiều hơn nữa. Đó là cái nơi mà cả tổ chức của bạn cùng một mục tiêu, một lý tưởng. Và kẻ thù lúc này không phải là một ai, mà kẻ thù là một đối tượng khác, là một cái tổ chức khác. Và khi mà bạn không còn cần phải lo sợ về đối thủ nữa, bạn hoàn toàn độc lập và sáng tạo, thì bạn ở cấp độ 5. Những cái doanh nghiệp lớn như kiểu Apple thì đó là những cái doanh nghiệp khủng, và họ đang ở cấp độ 5 rồi.
để tiếp tục, khi bạn hầu như là doanh nghiệp của bạn sẽ nằm, doanh nghiệp và cá nhân sẽ nằm ở những cái cấp độ đó. Chỉ cần nhìn cái đa số thành viên trong doanh nghiệp nói cái ngôn ngữ ở cấp độ nào thì cái doanh nghiệp sẽ ở cấp độ đấy. Và cái người thủ lĩnh là cái người ở trên họ một cấp và lôi được và kéo được và truyền cảm hứng để kéo được toàn bộ cái đội ngũ đấy đến được với cấp tiếp theo. Có 3 bài học để cho cái sự phát triển của cái bộ lạc của bạn. Thứ nhất, các bộ lạc là một cái đơn vị vô cùng hùng mạnh, thì cái việc mà tiến bộ của thành viên sẽ giúp cả bộ lạc đi lên. Cái thủ lĩnh xuất hiện khi mà họ là người tiên phong để thay đổi cái ngôn ngữ của bộ lạc, và họ là người có thể kết nối với toàn bộ những người khác. Và để thay đổi được thì cái người lãnh đạo sẽ phải là người đầu tiên bước lên cái cấp độ trước. Và để trao đổi được với, giao tiếp được với các thành viên thì bạn chỉ cần, chỉ nên đứng ở trên họ một cấp độ mà thôi. Nếu như bạn trao đổi với họ một cái ngôn ngữ mà họ không hiểu được, bạn chỉ cần đứng ở trên cấp độ 5 mà nói chuyện với họ cấp độ 3 là bạn, họ đã không hiểu được bạn rồi. Thì bạn sẽ không có được kết nối và bạn sẽ không dẫn dắt được họ. Thì cuốn sách này nó rộng hơn rất nhiều là chỉ ở tầm quản lý lãnh đạo, kiểu leadership. Nó là ở cái việc mình thấy nó có thể suy ra được ở tầm xã hội, sau đó suy đến tầm văn hóa doanh nghiệp, sau đó suy ra đến tầm lãnh đạo, và thứ cuối cùng đó là cá nhân. Thì cuốn sách này hay hơn ở một điểm là nó không chỉ ra bạn đang ở đâu, bạn đang dùng ngôn ngữ nào với cái cuộc sống của mình. Nó còn chỉ ra được việc là bạn có thể trở thành lãnh đạo hay không, và bạn phải đi bước tiếp theo như thế nào để trở thành lãnh đạo. Và cuối cùng là cái doanh nghiệp của bạn muốn thay đổi như thế nào, thì cái người lãnh đạo cần phải đưa bạn đi như thế nào. Cuốn sách này chỉ là từng cái tip vô cùng nhỏ nhưng mà có võ, ở cái cách để làm sao mà có thể lôi kéo, nói chuyện và nhấc một người khác từ một cấp độ thấp lên cấp độ cao. Và cuối cùng mình tin rằng cái cuốn sách này nó có giá trị với những người ở tầm quản lý xã hội. Nếu như họ hiểu được những cái điều này thì nó còn là một cái thứ dễ hơn trong cái việc công tác quản lý các thứ ấy. Thì đây là một cuốn sách không dễ đọc, thực sự là không dễ đọc, nhưng mà nó có giá trị nhất định. Và mình tin rằng là bất kỳ ai cũng có thể tìm được những cái ý nghĩa để đọc cho cuốn sách này. Và chúc các bạn thành công và có thể đưa được cá nhân mình lên cấp độ cao hơn, đưa được doanh nghiệp, đội nhóm của mình lên cấp độ cao hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.